để Hoàng Vũ tiếp tục đi nha quý vị. Nếu quý vị có lòng hảo tâm cứ tiếp tục, chứ để Hoàng Vũ đi không quê lắm quý vị. Cầm cái thùng đi mà cứ đi hoài đi bao la mà không thấy gì buồn chết. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả anh chị. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Để rồi buồn ơi, nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi. Khi bước chân đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mới mới còn nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu. Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút riêng ngày ấu thơ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Lòng yêu mến của anh chị đã dành cho chùa Phật Đạo từ hôm nay thật là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị. Rồi mời ông Vũ đi tiếp. Dạ hát bạn nữa lần luôn hả? rồi được, cảm ơn anh. Mới mới còn nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu. Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đêm khuya ai nhớ con ơi. Tôi vẫn đi tìm lại những phút giây ngày ấu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn đi tìm lại những phút giây ngày ấu. Sư cô ơi, Hoàng Vũ hình như đi xa và xa lắm rồi cô ơi. Chắc đi đang